Thi Thiên 45. Lòng tôi tuôn tràn lời hay ý đẹp, tôi ngâm những vần thơ này cho vua. Lưỡi tôi như ngòi bút của văn sĩ thiên tài. Vua đẹp hơn tất cả con trai loài người, môi vua tràn đầy ân sủng. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho vua đến đời đời. Hỡi vua quyền uy, xin đeo gươm nơi hông trong vinh quang và oai nghi của vua. Vì chân lý, đức nhu mì và công chính, xin vua mặc lấy vẻ oai nghi, cưỡi xe lướt tới trong chiến thắng. Tay phải vua làm những việc đáng kinh. Các mũi tên nhọn của vua đâm thấu tim kẻ thù mình. Các dân tộc đều ngã dưới chân vua. Lạy Đức Chúa Trời, ngôi ngài tồn tại đời đời mãi mãi. Quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực. Vua yêu công chính và ghét gian tà. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của vua, đã sức giàu vui mừng cho vua và đặt vua trên các vua khác. Áo của vua tỏ hương thơm mọc dược, trầm hương và nhục quế. Từ trong đền ngà, tiếng nhạc cụ bằng dây làm vui lòng vua. Trong những người nữ quý phái của vua có các công chúa. Hoàng hậu đứng bên phải vua trang sức bằng vàng Ophir. Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ và hãy lắng tai. Hãy quên dân tộc và nhà cha của con, thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con. Vì vua là chúa của con, hãy tôn kính người. Con gái thành Tyre sẽ đem lễ vật đến, và những người giàu sang nhất trong dân chúng sẽ đến xin ân huệ của con. Công chúa trong cung rực rỡ, áo nàng thêu dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua. Các trinh nữ là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến trước vua. Họ sẽ được đưa vào cung vua với niềm hân hoan vui sướng. Các con trai vua sẽ kế vị tổ phụ vua. Vua sẽ lập họ làm người cai trị khắp đất. Tôi sẽ làm cho danh vua được ghi nhớ qua các thế hệ. Nhờ đó các dân tộc sẽ cảm tạ vua đời đời mãi mãi. 2 Timôthê đoạn 3. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Con hãy tránh xa những loại người như thế. Trong bọn họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ sa đọa trong tội lỗi, bị đủ thứ tình dục thôi thúc, học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý. Trước kia Janet và Jambe chống đối Môi-se thế nào thì những người này cũng chống đối chân lý thể ấy. Đó là những người có tâm trí băng hoại và đức tin yếu đuối, nhưng họ sẽ không tiến xa hơn được. Vì cũng như trường hợp hai người kia, sự điên dại của họ sẽ được tỏ rõ cho mọi người. Về phần con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta, cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại. Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai, và từ thở ấu thơ, con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm xúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Ê-sai 43. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, Đấng đã dựng nên con. Hỡi Israel, Đấng đã tạo thành con phán: Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con.
ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Israel, Cứu Chúa của con. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc con, Cút và Seba để thay thế con. Vì ta xem con là quý báu và đáng chuộng, chính ta đã yêu con, nên ta sẽ ban người thế con và ban các dân tộc thay mạng sống con. Đừng sợ, vì ta ở với con, ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương Đông và quy tụ con từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông tha và bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng cõi đất, tức là tất cả những người được gọi bằng danh ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta, ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Hãy đem dân này ra, là dân có mắt mà mù, là dân có tai mà điếc. Tất cả các nước hãy tập hợp lại với nhau, các dân hãy quy tụ lại. Ai trong họ có thể rao truyền điều này và nói cho chúng ta biết những điều từ trước? Họ hãy đem nhân chứng ra để chứng minh họ là đúng, và cho người ta nghe mà nói rằng ấy là thật. Đức Giê-hô-va phán: các con là nhân chứng của ta và là đầy tớ ta đã chọn, để các con được biết và tin ta và hiểu rằng ta là đấng ấy. Chẳng có thần nào được tạo thành trước ta, và cũng chẳng có thần nào sau ta nữa. Ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu chúa nào khác. Chính ta đã rao truyền, đã cứu rỗi và đã chỉ bảo, chẳng có thần lạ nào giữa các con. Đức Giê-hô-va phán: các con là nhân chứng của ta và ta là Đức Chúa Trời. Phải, từ thuở xa xưa ta là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể thoát khỏi tay ta. Khi ta hành động, ai có thể ngăn cản ta được? Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc các con, đấng thánh của Israel phán thế này: vì các con, ta đã sai đánh Babylon, đuổi tất cả bọn chúng, tức là những người canh đê, như là những kẻ chạy trốn xuống các tàu mà chúng đã từng reo hò vang dội. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng thánh của các con, đấng sáng tạo Israel, là vua của các con. Đức Giê-hô-va, đấng đã mở đường trong biển và vạch lối qua dòng nước mặn, đấng khiến chiến xa và chiến mã, quân binh và dũng sĩ cùng nhau nằm xuống, không dậy được nữa. Họ bị dập đi như người ta dập tắt tim đèn. Đấng ấy phán: đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu sẽ tôn vinh ta, vì ta cho các dòng nước chảy trong hoang mạc và cho các sông chảy nơi đất khô cằn, để dân mà ta đã chọn được uống. Ta đã tạo nên dân này cho ta, họ sẽ hát ca ngợi ta. Nhưng hỡi Gia-cốp, con chẳng từng kêu cầu ta. Hỡi Israel, con đã chán ta. Con đã không dâng chiên làm tế lễ thiêu cho ta, không dâng sinh tế để tôn kính ta. Ta không đặt gánh nặng cho con với các lễ vật phải dâng, cũng chẳng làm nhọc con vì phải song hương. Con không lấy tiền mua xương bồ cho ta, và chẳng lấy mỡ của sinh tế làm cho ta thỏa lòng, nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền lòng, và lấy sự gian ác làm cho ta mệt mỏi. Ta, chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy tranh luận với nhau, hãy đưa ra lý lẽ để chứng tỏ con đúng. Thủy tổ của con đã phạm tội, các nhà lãnh đạo của con nổi lên chống lại ta, vì vậy ta làm nhục các chức sắc của nơi thánh. Ta phó Gia-cốp cho sự hủy diệt và phó Israel cho sự phỉ báng. Ê-sai đoạn 44. Bây giờ hỡi Gia-cốp đầy tới ta, hỡi Israel mà ta đã chọn, hãy nghe. Đức Giê-hô-va là đấng đã tạo nên con,
đã hình thành con từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ con. Ngài phán: Hỡi Gia-cốp đầy tớ ta và Giê-xu-run mà ta đã chọn, đừng sợ, vì ta sẽ rót nước trên người khát khao, cho suối chảy nơi đất khô hạn. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi con và ban phước lành trên hậu tự con. Chúng sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu bên dòng nước. Người này sẽ nói rằng: Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va. Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa viết trên tay mình rằng: Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel. Là Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai giống như ta? Hãy để người ấy lên tiếng, loan báo và trình bày cho ta. Điều gì xảy ra từ khi ta lập dân tộc cổ xưa này? Hãy để chúng loan báo những điều đang xảy ra và những điều sắp xảy đến cho chúng. Chớ kinh hãi, cũng đừng bối rối. Chẳng phải ta đã nói cho các ngươi biết từ xưa rồi sao? Các ngươi làm chứng cho ta, ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có vần đá nào khác, ta biết chẳng có ai cả. Tất cả các thợ tạc tượng đều là hư ảo. Những điều họ yêu thích chẳng có ích gì. Các nhân chứng của họ không thấy cũng không biết, nên họ phải mang xấu hổ. Ai là kẻ tạo một vị thần và đúc một tượng mà không có ích gì cả? Này, mọi kẻ tham dự vào việc đó sẽ bị xấu hổ. Những thợ ấy chẳng qua là loài người. Hãy để tất cả họ tụ họp lại và đứng lên. Họ đều kinh hãi và xấu hổ. Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa rồi dùng búa để tạo hình. Anh ta dùng cánh tay mạnh mẽ mà làm việc. Dù đói và kiệt sức, anh ta không uống nước và mệt lạ. Thợ mộc căng dây mực dùng phấn vẽ kiểu. Đẽo bằng cái chàng dùng cơm ba phát họa hình dạng con người và làm nên tượng người đẹp đẽ đặt trong nhà. Anh ta đi đốn cây bá hương hoặc chọn cây bách, cây sòi và để nó lớn lên giữa các thứ cây trên rừng. Anh ta trồng cây thông rồi mưa xuống làm cho nó lớn lên. Người ta sẽ dùng gỗ của các cây ấy làm củi đốt, một phần dùng để sưởi, một phần dùng để nhóm lửa nướng bánh, rồi cũng lấy một phần để làm một vị thần mà thờ lại, một tượng chạm để quỳ lại trước mặt nó. Người ta lấy một nửa đem chùm lửa nướng thịt trên đó để ăn cho no hoặc sưởi cho ấm và nói rằng: À, ta sưởi ấm quá, lại được nhìn ngọn lửa. Phần gỗ còn lại người ta làm một vị thần, tức là một tượng chạm cho mình, rồi cúi xuống trước mặt nó mà thờ lại và cầu khẩn với nó rằng: Xin giải cứu tôi, vì Ngài là thần của tôi. Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để không thấy, lòng họ đóng lại để không hiểu. Không ai chịu suy nghĩ lại, chẳng ai dùng trí khôn mà nhận thức rằng: Ta đã lấy một nửa chùm lửa, đã nướng bánh trên lửa than, đã nướng thịt và ăn, rồi phần còn lại ta dùng làm một vật đáng ghê tởm sao? Ta lại đi cúi lại một khúc gỗ sao? Người ấy nuôi mình bằng tro bụi, lòng mê muội đã làm cho lầm đường, chẳng thể cứu linh hồn mình. Người không bao giờ tự hỏi: Chẳng phải trong tay phải ta là đồ giả dối sao? Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ các điều này. Hỡi Israel, vì con là đầy tớ ta, ta đã tạo nên con là đầy tớ ta. Hỡi Israel, ta sẽ không quên con. Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc con. Hỡi các tầng trời, hãy ca hát vui mừng, vì Đức Giê-hô-va đã hành động. Hỡi các nơi thấp dưới đất, hãy reo hò. Hỡi các núi, hỡi rừng, cùng mọi cây cối trên rừng, hãy trỗi tiếng hát ca, vì Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp và sẽ bày tỏ vinh quang Ngài trong Israel. Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc con. Đấng đã tạo nên con từ trong lòng mẹ phán thế này: Ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật. Một mình ta đã dương các tầng trời và trải đất ra, nào có ai ở với ta. Ta là đấng làm hỏng các điềm dối của kẻ tiên tri giả, khiến thầy bói trở nên ngu dại, làm cho người khôn ngoan phải thất bại, biến tri thức của họ ra dại khờ. Chúa chứng thực lời của đầy tớ Ngài, thực hiện lời của các sứ giả Ngài, nói về thành Jerusalem rằng: Nó sẽ có người ở.
và về các thành của Juda rằng nó sẽ được xây dựng lại, ta sẽ dựng lại các nơi đổ nát của nó. Chúa phán với vực nước sâu rằng, hãy khô đi, ta sẽ làm cạn các sông của ngươi. Ngài là đấng đã phán rằng, Siru là người chăn chiên của ta, người sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Là người nói về Jerusalem rằng, nó sẽ được xây lại, và về đền thờ rằng, nó sẽ được đặt nền móng lại.